Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game mobile mà mình đã từng giới thiệu anh em và rất nhiều anh em đang mong chờ, có tên gọi là Vũ trụ Phong thần 3D. Con game này đến từ nhà G Games. Và ngày hôm nay thì tựa game Vũ trụ Phong thần 3D này nó đã ra mắt phiên bản Avatar ở trên Android. Đấy, mới chỉ có trên Android thôi anh em ạ. Bạn nào mà dùng máy Android thì có thể tải trực tiếp con game này ở trên Google Play nhá, bản Avatar trong vòng 3 ngày thôi. Còn nếu bạn nào mà dùng iOS thì anh em buộc sẽ phải chơi bằng giả lập ở trên PC. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào game và khám phá phiên bản tiếng Việt của tựa game Vũ trụ Phong thần 3D nhé. Con game này mình khi mà mình trải nghiệm bản nước ngoài mình đã rất là ấn tượng với cái đồ họa của nó rồi. Đồ họa 3D luôn rất là đẹp. Thì về cơ bản, cái con Vũ trụ Phong thần 3D này nếu bạn nào chưa biết thì đây là một con game thẻ tướng đồ họa 3D. Đây, chúng ta sẽ có tính năng triệu mộ. Đây, các bạn đã biết là anh em chơi game thẻ tướng này có tính năng triệu mộ đúng không? Đấy, thì các bạn để triệu hồi tướng này. Rồi, hơi... Các bạn thấy là hiện tại thì game đang hơi đông nhá, nên là nó chưa ổn định lắm. Dù sao thì đây cũng là bản phát test thôi anh ạ. Đây, chúng ta sẽ cho tướng vào đội hình này. Đó, hiện tại là mình mới cho được hai tướng ra trận thôi. Tối đa là các bạn cho 5 tướng cho một đội hình nhá. Thì cái điểm nổi bật của con Vũ trụ Phong thần 3D này như mình đã nói, đó chính là cái đồ họa full 3D, các bạn thể xoay chuyển góc nhìn, zoom gần zoom xa, rất là đẹp. Đây, click vào avatar nhân vật để sử dụng kỹ năng này, sau thì nó sẽ có auto anh em rảnh tay hơn nhá. Đấy, ở đây thì mình đang chơi theo hướng dẫn của game thôi. Mình đang chơi bằng giả lập và mình thấy là nếu mà các bạn chơi bằng điện thoại ấy, thì nó sẽ đồ họa nó sẽ nét hơn nhá. Ở đây chơi bằng giả lập thì nó cũng chưa được tối ưu tốt cho lắm về mặt đồ họa, nó sẽ không phải đồ họa mắt setting. Đấy, nếu bạn nào mà chơi bằng điện thoại Android có cấu hình cao ấy thì các bạn sẽ thấy là con game này đồ họa rất là nét. Rồi, chúng ta sẽ đi tăng cấp cho nhân vật này. Đấy, bạn nào mà thích cái đề tài phong thần, cốt truyện phong thần diễn nghĩa, hoặc là đã từng xem cái bộ phim hoạt hình Nacha Cực Tử Ma Đồng Nacha Ma Đồng Giáng Thế chứ. Đấy, thì bạn có thể thấy là cái con game này nó chịu thiết kế nhân vật nó chịu ảnh hưởng từ cái bộ phim Nacha Ma Đồng Giáng Thế này. Đấy, nhân vật vẽ theo style hoạt hình rất là có cá tính và đẹp mắt. Nó mang hơi hướng hoạt hình manga, rất là ấn tượng nha. Cái đồ họa con Vũ trụ Phong thần 3D này rất là ấn tượng so với rất là nhiều con game thẻ tướng hiện nay, chủ yếu là 2D, thì với việc là đồ họa 3D này xoay chuyển góc nhìn luôn. Bình thường các game thẻ tướng nó không cho góc nhìn, game này cho xoay góc nhìn tầm khoảng 180 độ anh em nhá. Thậm chí là có thể zoom gần zoom xa cũng được. Đó, rất là đồ họa rất đẹp và chi tiết luôn, hiệu ứng chiến đấu thì rất là bắt mắt. Thì mình nghĩ là cái đồ họa chính là cái điểm nhấn thu hút anh em game thủ khi mà chơi con tựa game Vũ trụ Phong thần 3D này. Đấy, có một điểm mình khá đáng tiếc, đó là game này thì nhân vật nó không lồng tiếng em ạ. Đáng nhẽ nên lồng tiếng vào thì game nó sẽ sinh động hơn và hấp dẫn hơn, sẽ ghi điểm thêm cho mắt anh em game thủ. Nhưng mà thôi, nếu các bạn không quá khó tính thì có thể bỏ qua phần lồng tiếng nhân vật đi. Ở đây thì mình vẫn đang chơi theo hướng dẫn game nha. Đó, ban đầu thì game nó sẽ hướng dẫn rất kỹ, sau này có auto này, tăng tốc thì mình sẽ rảnh tay hơn. Tí nữa thì mình sẽ tìm hiểu về tỷ lệ quay tướng này rồi cách sắp xếp trận hình nhá. À, bây giờ có bản tiếng Việt thì các bạn sẽ chơi nó dễ hơn rất là nhiều rồi. Hôm trước là bản tiếng Trung ấy, nên là mình cũng thật sự là mình không rõ các tính năng của game. Đây, nó có chia phe các thứ nữa cơ. Hiện tại là mình phải bấm vào kỹ năng của nhân vật để tự chiến đấu này. Đấy, tiếp tục nha. Đấy, bạn phải bấm vào kỹ năng, hiện tại là đang phải bấm vào kỹ năng nhân vật. Thậm chí là một số chiêu ấy có thể ngắt được kỹ năng của boss nữa. Cái này như là dù sao thì sau này mình nghĩ là anh em auto hết thôi. Quan trọng là các bạn phải nâng cấp nhân vật. Các bạn sẽ phải nâng cấp nhân vật của mình lên. Boss này trâu ấy nhỉ. Đấy, hiện tại thì cái phần đầu game ấy nó hơi chậm một tí. Nhịp game này nó hơi chậm một tí ở ban thời điểm ban đầu. Đó, vì các bạn thấy thể là đây, bạn đấy chưa có tăng tốc này, rồi đang phải làm theo hướng dẫn game, chưa có auto sử dụng kỹ năng. Các bạn thấy là đánh hơi mất thời gian một tí. Thậm chí là việc lên cấp cái game này nó cũng ở thời điểm ban đầu nó cũng không quá nhanh. Đấy, mà phải lên cấp thì mới mở khóa ra một số tính năng em ạ. Đó, nên là nhịp game ban đầu này thì nó hơi thấp một tí. Rồi chúng ta sẽ được đây là quà nạp đầu này, các bạn nạp đầu nhận thưởng nhá. Đây là các phần quà nhiệm vụ ban đầu thì đi làm nhiệm vụ thôi anh em ơi. Rồi, tiếp tục điều chỉnh đội hình, mình sẽ cho hiện tại là mình cho 3 tướng ra trận này, tối đa là sau này 5 tướng nhá. Tướng thì nó cũng chia ra các vai trò như kiểu là tướng đỡ đòn này, tướng hỗ trợ các thứ, hồi máu các kiểu, rất là quen thuộc thôi. Bạn nào mà chơi game thẻ tướng nhiều ấy, thì sẽ không khó làm quen với con game Vũ trụ Phong thần 3D này đâu. Game cũng rất là đơn giản và dễ chơi. Đây, mình cho các hệ này. Các bạn cho các cái nhân vật cùng hệ ra trận thì nó cộng thêm chỉ số. Đấy, bạn nào mà chơi game thẻ tướng nhiều sẽ biết rồi. Và các hệ trong game này thì nó cũng có sự khắc chế lẫn nhau nha.
sử dụng kỹ năng này. Hiệu ứng kỹ năng hình ảnh đẹp nhá. Nói chung là mình ưng nhất và mình thấy là anh em sẽ thích nhất con game Vũ trụ Phong Thần 3D này ở cái điểm đó là đồ họa full 3D luôn. Thực sự rất là ấn tượng anh em ạ. Rồi, tiếp tục nha. Đây, các bạn thấy là chúng ta sẽ lên cấp thì nó sẽ mở khóa, ví dụ cấp 7 là mở tự động chiến đấu này. Đấy, level 9 thì mở cái trận hình số 4. Rồi, chúng ta sẽ đi nâng cấp nhân vật này, game hướng dẫn rất là kỹ luôn. Chúng ta có tính năng phù văn, các bạn vượt ải chiêu mộ phù văn thì anh em có thể gọi là tiến bậc cho tướng của bạn. Đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục vượt ải nha. Game hướng dẫn rất là kỹ luôn dành cho người mới. Bạn nào mà chơi game thẻ tướng nhiều rồi thì mất khoảng 5 phút để làm quen với con Vũ trụ Phong Thần 3D này thôi. Còn bạn nào mà lần đầu tiên chơi ấy, các bạn sẽ mất khoảng 15-20 phút. Nói chung là cũng rất là nhanh. Rất là nhanh và dễ hiểu. Đấy, xoay chuyển góc nhìn này. Đấy, chán góc nhìn nào thì các bạn lại xoay sang góc nhìn khác. À, thậm chí có thể zoom gần zoom xa vào. Thực sự là đồ họa rất là ấn tượng anh em nhá. Đồ họa rất là ấn tượng với một con game thẻ tướng. Đồ họa 3D này thì mình nghĩ cũng là một cái điểm mới lạ và thu hút anh em game thủ. Đấy, còn cách chơi thì thấy là cũng không có gì quá là đặc biệt quá. Rất là dễ hiểu. Đấy, quan trọng là các bạn đi chiêu mộ rồi nâng cấp nhân vật của mình thôi. Đây, chúng ta có tính năng treo máy nhận quà này. Rồi, tiếp tục khai chiến nhá. Chúng ta tiếp tục đi bồi dưỡng, lắp phù văn này, trang bị nhanh và đột phá, nâng cấp bậc cho tướng của mình. Rất là quen thuộc. Đợi tí là mình vẫn đang chơi theo cái hướng dẫn game anh em ạ. Rồi, chắc là xong rồi. Thì đây là giao diện chính của con game Vũ trụ Phong Thần 3D này nhá. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có... đây, từ từ đã. Là chúng ta sẽ có cái giao diện chính này. Các cái tính năng thì nó sẽ mở dần dần anh em ạ. Ở đây là bản test này, game nó sẽ tặng cho mình các cái quà test. Nhưng mà mình hiện tại mình chưa thấy ở đâu cả. Mình không biết là mở ở đâu ra. Thì một số hoạt động ở đây nó mở này. Đỉnh Phong Luận Võ này, bí cảnh Bồng Lai này, đấu kỹ quyết đấu. Nói chung là để mà bắt đầu chơi ấy, mình nghĩ là các bạn cũng phải trên level tầm khoảng level 25-30 gì đó thì mới gọi là có các hoạt động hàng ngày ấy. Ở đây thì nó chưa mở ra nhiều hoạt động lắm vì mình cũng đang level thấp. Chúng ta còn đang nhập nhận quà nhá. Hôm sau thì các bạn được tặng Bách Hoa Tiên Tử này, một tướng truyền thuyết. Rồi, chúng ta sẽ xem tỷ lệ chiêu mộ đi. Đây các bạn, tình phần chiêu mộ nhá. Chiêu mộ rất đơn giản thôi, bao gồm là chiêu hồi thường và chiêu hồi cao cấp. Thì tỷ lệ quay đâu? Đây có phần tỷ lệ này. Chiêu hồi rút 10 đơn. Đây, rút 10 nhá. Các bạn phải nên rút 10 thì tướng sử thi là 30, linh tướng sử thi là 13,36%, tướng truyền thuyết là 25% và đấy, tướng sử thi là tướng cao nhất rồi. Thì các bạn nên chiêu hồi cao cấp này. Tỷ lệ cũng khá là cao đấy. Rút đơn mà các bạn thường là rút 10 lần cho mình. Đấy, tỷ lệ rất là cao. Còn triệu hồi thường thì chắc chắn tỷ lệ rất là thấp nha mọi người nhá. Đấy, nói chung là tỷ lệ con game này mình thấy là với tỷ lệ là 13 hiếm sử thi tàn. Các bản nó ra cả mảnh tướng nữa ấy. Nên là tỷ lệ trông thì cao này thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cũng 10 lần chắc là cũng may ra thì được một tướng. Chứ còn vì nó còn ra mảnh tướng này anh em này. Tức là rút 10 lần nhá. Linh tướng hiếm là 15,93% này, sử thi 13,36%. Đấy, nó có ra cả mảnh tướng nữa. Nên là trông vậy thôi. Đây, bạn thấy là đây là tướng. Tướng thì nó sẽ chia ra các cái phe đó là âm, dương, càn, khôn, huyền, khác chế lẫn nhau. Đấy, nhân vật tướng truyền thuyết này là cao nhất này. Rồi, thì đây là phần tỷ lệ nhá. Đấy, với con game này thì chủ yếu là anh em sẽ vượt ải, khiêu chiến, kiếm nguyên liệu, các bạn nâng cấp võ tướng. Đây, chúng ta có tính năng tự động rồi anh em ơi. Và như là tăng tốc thì các bạn thấy là bây giờ mình sẽ rảnh tay hơn rất nhiều. Level 15 thì mình sẽ có thêm một tính năng nữa để giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn. Đó là tính năng bỏ qua. Được cái game này ấy, nó không bắt buộc là anh em phải VIP thì mới có tính năng bỏ qua. Đó, các bạn chỉ cần đủ cấp thôi là sẽ mở các hầu hết các tính năng ra rồi. Thì đây cũng là một cái điểm hay bởi vì có một số con game thể tướng ấy, nó bắt anh em phải nạp VIP đến cấp mấy. Hoặc là tận phải level 4 mấy, 5 mấy nó mới bỏ tính năng bỏ qua. Đấy. Ngoài ra thì game này thì nó sẽ có một cái phần là cổng vực sâu này, thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện ra. Các bạn thì khiêu chiến bóp là nhận thêm thưởng. Cũng khá là bất ngờ đúng không? Đấy, kiểu bây giờ chơi bản tiếng Việt rồi mình biết được nhiều cái ấy. Hôm trước bản tiếng Trung thì mình sẽ không biết được. Nhìn chung thì mình thấy là cái con Vũ trụ Phong Thần này 3D này rất là đáng để các bạn tải và chơi thử. Hiện tại thì game đang phát test thôi, và đặc biệt là trên Android thôi. Mấy bạn nào mà iOS thì hơi thiệt thòi một tí. Nhưng mà về cơ bản thì game rất là dễ chơi, đồ họa đẹp. Mình nghĩ là cái đồ họa full 3D này cũng là một cái điểm khiến anh em ít nhất là ban đầu là muốn tải và chơi thử con game này rồi. Còn lối chơi ấy thì thực sự là không khác gì những con game thẻ tướng khác đâu.
rất là quen thuộc thôi. Đây, vượt ải nhận vé quách tướng này. Ải thì nó sẽ có hai độ khó là thường và khó nhá. Đơn giản vậy thôi. Rồi các bạn hãy nhớ là vượt 3 sao nhận thưởng này, làm sao để được 3 sao, đừng để chết tướng trong chiến đấu là được. Rồi danh sách linh tướng này, các bạn có thể tăng bậc. Đây, bồi dưỡng này, chúng ta có thể tăng cấp này. Có mảnh tướng thì các bạn để tiến bậc cho nhân vật này. Rồi lắp phù văn để tiến bậc. Đấy, rất là nhiều cái. Sau này các bạn có phần trang bị này, phần kỹ năng này. Các bạn thấy kỹ năng bị động rất nhiều, kỹ năng chủ động 3 kỹ năng một tướng. Rồi có phần duyên phận, các bạn kích hoạt cộng thêm chỉ số. Đó. Thì các bạn cố gắng là chiêu mộ các cái nhân vật nhá. Tướng đỏ, tướng đỏ là tướng cao nhất anh ạ. Chức nữ này. Thần thoại là tướng cao nhất nhá. Có cả tiểu long nữ này. Wow, ô sao toàn nhân vật nữ bằng thống à, thiên bồng nguyên soái này, ngưu lang này, huyền nữ này, hằng nga này. Đấy, toàn những nhân vật ở trong phong thần bảng thôi. Trong cốt truyện của phong thần diễn nghĩa. Đây là thiết phiến công chúa, truyền thuyết. Đó. Thần thoại, tướng đỏ, tướng phẩm đỏ là cao nhất. Nhưng mà mình nghĩ là tướng đỏ này rất là khó kiếm này. Thường anh em sẽ cố gắng có một bộ tướng truyền thuyết ban đầu đã. Tướng đỏ này chắc là cho đại gia đâu. Danh sách nhân vật của con game này hiện tại ở phiên bản tại là 69 nhân vật anh em nhé. 69 nhân vật cũng không phải ít mà cũng không phải là quá là nhiều. Ok, thì trên đây là mình giới thiệu phiên bản tiếng Việt của tựa game Vũ trụ phong thần 3D của nhanh G Games. Bạn nào quan tâm mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để anh em tải game và chơi thử nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Và thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tốp Game Online của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.